Đài Loan cho biết nhà máy nguyên tử đã được chuẩn bị cho sóng thần nếu như có động đất, tin từ Tân Đài Bắc. Các quan chức của công ty điện lực Thai Power của Đài Loan hôm nay cho biết là nhà máy hạt nhân gây tranh cãi của họ đã được chuẩn bị cho thảm họa sóng thần nếu như có một trận động đất xảy ra tại đất nước này. Nhà máy đã bị chỉ trích sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần Fukushima. Công ty Thai Power nói rằng nhà máy Longmen ở thành phố Tân Đài Bắc, nằm cách bờ biển 500m, được thiết kế để chịu đựng một trận động đất 7.3 độ. Quản lý của nhà máy điện hạt nhân Longmen, ông Chen Tae-ho, cho biết các đánh giá ước tính chiều cao tối đa của sóng thần tại đây là 8m, trong khi sàn nhà máy được xây dựng lên đến 12m trên mực nước biển và cộng thêm 2.5m để sóng thần. Ngoài ra, còn có một rào cản địa lý thiên nhiên, do đó ông tin tưởng nhà máy sẽ được an toàn trong trường hợp có sóng thần. Và nhà máy này được xây dựng với sự kết hợp của các công ty nổi tiếng trên thế giới trong ngành công nghiệp điện hạt nhân. Đảng cầm quyền của Đài Loan dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có nên hay không ngừng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thứ tư trong bối cảnh dư luận đang chống đối các nhà máy điện hạt nhân. Công trình xây dựng đã hoàn thành 98% và các thử nghiệm tại lò phản ứng đầu tiên đã bắt đầu. Công ty Thai Power cho biết nếu ngưng dự án này thì sẽ bị thiệt hại lên đến 9.517 tỷ Mỹ Kim. Sự phản đối điện hạt nhân đã lan rộng trên thế giới sau cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima Daiichi của Nhật Bản vào năm 2011, gây ra bởi một trận động đất và sóng thần. Nhưng do áp lực phải giảm sự phụ thuộc vào dầu và khai thác các loại năng lượng rẻ hơn đã buộc chính phủ Nhật Bản mở lại các dự án. Tại Đài Loan, điện hạt nhân chiếm 18.4% sản lượng điện.